Đây, dự kiến của nó là một FTP bằng 0.1 đô nha các bạn. Các bạn mình chưa biết nó list sàn nào nữa. Các bạn có gì lên coi MarketCap các bạn gõ nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thì rất là đơn giản, các bạn bấm vào continue nhập cấp tra, rồi các bạn follow theo Telegram, rồi các bạn điền thông tin lên các bạn. Sau khi xong các bạn bắt địa chỉ với ERC20 wallet, rồi bấm balance, các bạn sẽ nhận được 200 token nha các bạn. Này là máy góp cũng như mấy con kia thôi nha các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn. Nhiệm vụ thì quá đơn giản. Join Facebook, follow, join tên Telegram, follow Facebook theo Word rồi nha các bạn. Có 4 năm nhiệm vụ vậy. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi các bạn dùng với địa chỉ ERC20 với chút wallet MetaMask nên tôi cần với diện được các bạn. Nên tải ERC20. Chào tạm biệt tất cả các bạn.